Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714-373-8000. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Giờ đây Thảo Yên gửi đến quý vị các bản tin một lần nữa liên quan đến cuộc biểu tình ở Việt Nam, khắp nơi từ Hà Nội vào tới Sài Gòn và xuống dưới sâu nữa. À, vâng, thưa quý vị, đây là hình ảnh được lan truyền ở trên Facebook trong vòng 2 ngày vừa qua. Đó là người dân hàng chục ngàn người từ khắp các tỉnh thành ba miền đất nước, họ đã đồng loạt xuống đường biểu tình từ Sài Gòn xuống Hà Nội, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, vân vân thưa quý vị. Và được biết là chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết tạm thời đã lùi cái việc thông qua dự luật đặc khu kinh tế cho đến kỳ họp cuối năm, trong khi cái dự luật là siết chặt an ninh mạng thì cho thấy là vẫn được chuẩn bị thông qua vào ngày 12 tháng 6, thưa quý vị. Vài tiếng đồng hồ nữa. Dạ vâng, đúng rồi. Thì ban đầu đó, thưa quý vị, các báo Việt Nam họ đều ngó lơ, không tường thuật một chữ nào cả. Tuy nhiên, có một vài tờ báo mạng thì họ lại đăng những cái bản tin này. Đây là những từ ngữ của Việt Nam họ ghi là dòng người bức xúc vì dính kẹt ở một số tuyến đường, thưa quý vị. Cái từ dính kẹt nó nghe rất là lạ lùng. Chứ không phải biểu tình. Dạ không, không nhắc một từ biểu tình. Và nhưng mà sang đến ngày Chủ nhật, khi mà biểu tình đồng loạt diễn ra trên cả nước quá nhiều, và có lẽ là các báo họ được cho phép từ chính quyền, thưa quý vị, bắt đầu tường thuật, nhưng mà rất là phiếm diện. Chủ yếu là viết theo cái kiểu là vạch ra những cái hành vi phạm pháp của người biểu tình và chỉ trích người biểu tình, chứ không có đưa tin hai chiều. Thì được biết là ở Sài Gòn, cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều địa điểm như là khu vực Lăng Cha Cả, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, vân vân. Và đây là những cái dòng chữ trên này được biết là của một người khách du lịch người Tây phương, thưa quý vị. Anh quay lại nhưng mà cái chỗ này á, là anh nói dạ vâng là những cái chiếc xe này của chính quyền Cộng sản Việt Nam họ có cái hiện tượng là phá sóng điện thoại, thưa quý vị. Khi mà phát ra những cái tiếng rất là ồn khiến cho những người quay phim họ không quay được âm thanh ngay tại chỗ. Và ở Hà Nội, thưa quý vị, thì khu vực Hồ Hoàn Kiếm là người biểu tình tụ tập về đông nhất. Và ở Nha Trang thì được biết là có rất là nhiều người buôn bán, họ cho biết là họ kiên quyết không bán hàng cũng như là giao hàng cho người Trung Quốc. Và thưa quý vị, cái vụ biểu tình này đặc biệt là đã trở thành bạo loạn tại khu vực ở Phan Thiết và Phan Rí. Tại vì người biểu tình họ bị đánh đập và bị bắt, cho nên là có nhiều người đã xông vào trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Họ bắt hàng trăm cảnh sát cơ động giải giáp và đốt hàng chục chiếc xe. Đây là hình ảnh, thưa quý vị. À đây. Dạ vâng. Trên Facebook cũng cho thấy là có nhiều người biểu tình ở đây bị đánh gãy răng đến chảy máu, cho nên là họ đã xông vào. Quý vị cũng thấy là hàng chục chiếc xe đã bị đốt cháy. Và tờ Reuters họ tường trình đó là phóng viên có mặt ở đây được yêu cầu phải rời khỏi hiện trường và phải tắt máy quay. Tuy nhiên, phóng viên Reuters họ ghi nhận là có 102 người đã bị tống lên xe bus và chở đi, nhưng mà không biết là chở đi đâu. Đến sáng ngày hôm nay thì ban tuyên giáo của chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố là chưa thể khẳng định thông tin về cái việc 102 người này bị bắt. Và các nhà quan sát chính trị họ nói rằng cái nguyên nhân lớn mà ở Phan Rí dẫn đến bạo loạn là bởi vì có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đó là nơi này đặt cái nhà máy Vĩnh Tân 2, thưa quý vị, mà nhà máy này đã gây ra ô nhiễm suốt 3 năm qua, khiến cho người dân đã rất là bực bội.
Và cái vấn đề nữa đó là người dân ở đây họ ở khu vực cửa biển đi ra đánh bắt cá thì thường xuyên bị tàu của Trung Quốc đâm chìm, nhưng mà chính quyền lại không có tìm cách giải quyết những cái vấn nạn này của người dân, làm ngơ mà lại tìm cách bỏ tù người dân, cho nên là những cái uất ức này nó dồn nén như một cái nồi áp suất vậy thưa quý vị, và đến ngày hôm nay nó đã nổ bùng ra. Nhiều lắm. Và chúng tôi xin được chắp tay bái tạ tất cả những người xuống đường biểu tình. Bởi vì đây là những người can đảm nhất sống trong nhà tù cộng sản, mà họ dám xuống đường cả bao nhiêu trăm ngàn người không sợ. Và nhiều phụ huynh, bố mẹ mang cả con em xuống đường, nhiều thiếu nữ xuống đường, và đặc biệt là các thanh niên, họ không sợ nữa, họ đã quá chán ngán. Rồi chưa kể những cái vụ mà những trạm thu phí, nhiều những cái hành động mà họ đã quá mệt mỏi. Cho nên cái câu chuyện mà thông qua 99 năm lẽ đương nhiên là người dân phẫn nộ rồi, lẽ đương nhiên rồi. Nhưng mà nhiều cái biến động khác trong suốt thời gian qua đã khiến cho họ phải có những hành động mà chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy. Thế là thanh niên, nghĩa là họ không có sợ, ngay ở các khu vực ở khắp mọi nơi, hình ảnh quý vị có thể tưởng tượng ồn ào và ở mọi nơi hết tất cả. Ngày hôm nay thưa quý vị, trong một cái cuộc họp báo nhanh tại trụ sở tỉnh Bình Thuận lúc mà 2 giờ hôm nay, tức là ngày 11 ở Việt Nam đó, 2 giờ trưa giờ ngày 11 đó, bởi vì vài tiếng đồng hồ nữa họ sẽ thông qua cái luật ở trên mạng. Ông Huỳnh Thái Dương, phó ban tuyên giáo tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cảnh sát hay người dân nào thiệt mạng trong cuộc gây rối. Ông đánh giá là Bình Thuận là một trong những điểm nóng nhất trên nhiều địa phương hai ngày qua. Và ông nói, xin trích nguyên văn: việc người dân quá khích đập phá các cơ quan công quyền là không thể tin được trong thời bình, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Và dẫn chứng việc cổng ủy ban tỉnh bị kéo đổ, hơn 10 chiếc xe bị đốt như những hình ảnh chúng tôi đang gửi đến đây thưa quý vị. Là ông Dương nêu quan điểm, trong chừng mực nào đó đây giống như cuộc bạo loạn, những biểu hiện này không thể chấp nhận được. Ông chỉ nói thế thôi. Và cái chuyện mà đưa ra các hình ảnh và những cái lời lẽ đó, họ đa phần là chỉ trích người biểu tình mà không hề đề cập đến cái việc tại sao lại xảy ra cái cuộc biểu tình. Không có tự nhiên cái dân chúng đang trong cái thời bình như ông nói, đang vui vẻ làm ăn, mà tự nhiên người ta bỏ cả ngày làm việc rồi, nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể bị bắt bớ, cả trăm người bắt bớ ngày hôm nay, để làm cái gì? Bởi vì họ đã phẫn nộ quá mức độ, đến độ mà họ phải có những cái hành động như thế này thưa quý vị. Ông một lần nữa, ông Huỳnh Văn Điển, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong cho biết, trong ngày hôm nay nhiều người quá khích tiếp tục tràn ra đường chặn xe. Thưa quý vị, ngay trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đó, là mặc dù là buổi tối nhưng mà đó là tình hình hiện nay vẫn đang tiếp tục sôi động ở Việt Nam. Nó không có chấm dứt chỉ trong ngày thứ 7 và chủ nhật mà thôi, và bước sang ngày thứ 2 nữa. Chẳng hạn như quốc lộ 1 đi qua thị trấn Phan Rí Cửa tắc nghẽn, và đây là cái khu vực của Phan Rí trên bản đồ thưa quý vị. Đó. Và đặc biệt ở đây có một con đường đại lộ Lý Thường Kiệt, làm nơi mà dân chúng xuống đường biểu tình dữ lắm. Bởi vì trong nhiều ngày qua, các em ở trong nước, những em mà học lịch sử, các em đều nhắc đến chữ Lý Thường Kiệt. Họ đã đưa ra những cái quan điểm mà từ xa xưa, ông cha ta chúng ta bằng mọi giá là bảo vệ đất nước. Mà giờ đây đó, đất nước là do cộng sản nắm quyền và họ đang bán dần. Chúng tôi sẽ đề cập thêm nữa những cái chi tiết ghê gớm như thế này. Theo đó thì nhóm người này đã vào trụ sở phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Thuận chi nhánh huyện Tuy Phong, đốt cháy nhiều xe hơi rồi rút ra ngoài. Cũng theo chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, điều tra bước đầu xác định trong số những người quá khích tham gia đập phá, nhiều thanh niên không công ăn việc làm, nghiện hút, có tiền án. Tiền sự. Bây giờ ông đổ lỗi luôn những người xuống đường biểu tình là bọn nghiện hút, rồi không công ăn việc làm. Điều đó đương nhiên, vâng, với cái chuyện mà bán nước như thế này thì công ăn việc làm nó rơi vào Trung Quốc hết, thì người Việt Nam không có công ăn việc làm thì họ phải xuống đường biểu tình rồi. Rồi nhiều khu vực á, là người thanh niên chặn xe
rồi ném gạch đá. Vâng, còn nhiều hình ảnh ghê gớm khi mà họ xuống đường ở Bình Thuận và ném gạch đá nhắm vào người dân. Chúng tôi đang đi tìm những cái hình ảnh này và sẽ trở lại ngay với quý vị tiếp tục các hình ảnh nóng, những cái điểm nóng và cũng như những tuyên bố mới nhất từ ba chủ tịch quốc hội và thêm những cái lời tuyên bố của những cái thành viên quốc hội cộng sản trước đây bây giờ mới thấy hữu lý với cái tình hình hiện nay như thế này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.